Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu tuân thủ chính sách không Covid-19 năng động. Hàn Quốc đánh bại Covid-19 như thế nào? Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, vùng xanh tụt giảm. Thành phố Hồ Chí Minh, ca Covid-19 ở 3 tầng vượt giai đoạn tháng 12 năm 2021. Bệnh viện hồi sức ngừng nhận bệnh nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế vượt qua trầm cảm, lo âu do dịch Covid-19. Xin kính chào quý vị. Vậy là lại đến khung giờ 6 giờ sáng quen thuộc của bản tin Covid-19 sáng hàng ngày trên kênh báo Sức khỏe và Đời sống. Chúng tôi rất vui được đồng hành và cập nhật đến quý vị những tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 trong nước và nước ngoài. Vâng, và tiếp tục những diễn biến về đợt bùng dịch mới nhất và nghiêm trọng nhất sau 2 năm từ Trung Quốc thì trong cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị được tổ chức gần đây, mặc dù khẳng định vẫn duy trì chính sách không Covid-19, nhưng lãnh đạo Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh cần phải đạt hiệu quả tối đa trong phòng chống dịch với chi phí tối thiểu và giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế xã hội. Chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định các biện pháp chính xác dựa trên cơ sở khoa học cũng như việc tuân thủ chính sách không COVID-19 năng động của đất nước này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, ông cũng hối thúc thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế khi Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng dịch lớn nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát lần đầu ở Vũ Hán năm 2020. Trong khi phần lớn thế giới đã nới lỏng hoặc chấm dứt các hạn chế, nhiều tỉnh thành ở nước này, đặc biệt là tỉnh Cát Lâm, vẫn đang bị phong tỏa. Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 20.000 ca dương tính trong nước kể từ ngày 1 tháng 3, ảnh hưởng đến 28 tỉnh thành trong cả nước. Sáng ngày 18 tháng 3, nước này lại báo cáo có thêm 4.130 trường hợp dương tính trong nước. Ông Tập Cận Bình yêu cầu nâng cao trình độ phòng chống dịch, khoa học và chính xác, liên tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đột phá trong nghiên cứu khoa học, phát triển vaccine, xét nghiệm nhanh và thuốc điều trị, để khiến cho công tác phòng chống dịch có mục tiêu hơn. Ông nhấn mạnh cần kết hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các biện pháp hữu hiệu hơn để đạt được hiệu quả tối đa trong công tác phòng chống dịch với chi phí tối thiểu và giảm tối đa các tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế xã hội. Cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quan chức địa phương Trung Quốc không lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh, đồng thời tuyên bố các quan chức thiếu trách nhiệm để xảy ra dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ lập tức bị điều tra, xử lý và phải chịu trách nhiệm. Hơn 60 quan chức địa phương ở các tỉnh như cát Lâm, Quảng Đông và Sơn Đông đã bị trừng phạt trong đợt bùng phát dịch lần này vì xử lý kém hiệu quả. Như vậy, tín hiệu từ cuộc họp này cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chiến lược không Covid-19, nhưng sẽ không còn tìm cách chống dịch bằng mọi giá mà sẽ tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế biến chiến lược đã gắn bó với nước này suốt 2 năm qua trở nên năng động và linh hoạt hơn. Tình hình tại đặc khu hành chính Hồng Kông cũng không hề khá khẩm hơn. Khi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, thành phố này đã trở thành một trong những nơi bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất. Đáng chú ý, trước đó đặc khu luôn nằm trong top các khu vực kiểm soát đại dịch tốt nhất. Vậy Hồng Kông cần phải làm gì để thoát khỏi làn sóng COVID-19 thứ 5 khốc liệt này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dịch bệnh bùng phát ở Hồng Kông khiến số người chết tăng vọt, hệ thống y tế bị quá tải và khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cách thức nhà chức trách ứng phó với dịch bệnh hiện nay. Hiện chính quyền Hồng Kông vẫn đang áp dụng chiến lược không Covid giống như Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 3 vừa qua, nhà lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã ám chỉ rằng Hồng Kông có thể sẽ nới lỏng một số hạn chế để giữ vững vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của đặc khu hành chính này. Theo các chuyên gia y tế, với số ca nhiễm dao động trong khoảng 30.000 ca một ngày trong tổng số 7,4 triệu dân, Hồng Kông cần phải đưa ra một chiến lược đối phó với dịch bệnh rõ ràng, học cách sống chung với virus thay vì cố gắng loại bỏ nó. Trong những tuần gần đây, Hồng Kông là nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên 1 triệu người cao nhất thế giới, gấp hơn 24 lần so với Singapore. Giới chức y tế Hồng Kông cho biết, gần 90% ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm này là những người chưa tiêm chủng hầu hết trên 60 tuổi. Theo các chuyên gia, điều này có lẽ sẽ không xảy ra nếu giới chức Hồng Kông khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực y tế trong việc đối phó với đại dịch. Những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền Hồng Kông cũng như các lệnh hạn chế đã gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động kinh doanh và làm thiệt hại nền kinh tế của đặc khu trong vòng 2 năm qua, đã khiến cho doanh nghiệp và người dân cảm thấy không thoải mái. Gabriel Leung Trưởng khoa y tại Đại học Hồng Kông cho biết, Hồng Kông chắc chắn chưa sẵn sàng để khôi phục các hoạt động bình thường giữa đợt bùng phát dịch thứ năm này, nhưng hãy xem liệu chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc phục hồi trạng thái bình thường đó hay không." Ông Liung nói thêm, "Hồng Kông cần phải quyết định xem họ sẽ tiếp tục chính sách không Covid hay cố gắng sống chung với đại dịch, coi Covid-19 như một loại bệnh đặc hữu." Theo các chuyên gia, ngay cả khi chính quyền Hồng Kông quyết định duy trì chính sách không Covid bằng cách xét nghiệm hàng loạt và truy vết trên diện rộng, thì cuối cùng vẫn phải chuyển sang thích ứng với việc sống chung với virus. Biện pháp quan trọng nhất với Hồng Kông trong lúc này là tăng tỷ lệ tiêm chủng từ 80% lên trên 90%, đồng thời bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi. Hiện chỉ có 56% số người trên 80 tuổi đã được tiêm phòng. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào năm 2020, Hồng Kông đã thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Song trước tình hình vẫn còn căng thẳng, Hồng Kông có thể nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội như cấm tụ tập trên hai người ở nơi công cộng, đóng cửa hầu hết các địa điểm tập trung đông người và cấm các nhà hàng ăn uống hoạt động sau 18 giờ. Bên cạnh đó, thành phố này cũng có thể noi gương Singapore để sau 3 đến 6 tháng khi nới lỏng tất cả các biện pháp giãn cách đó các cá nhân sẽ phải có trách nhiệm với những rủi ro của mình và chính quyền không cần phải đưa ra các chính sách chung cho toàn thể người dân. Trái ngược với Hồng Kông, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đã cho thấy các dấu hiệu tích cực. Số ca nhiễm tại nước này hiện cao nhất thế giới, song tỷ lệ tử vong lại giảm kỷ lục. Cho phép Hàn Quốc nơi giãn cách xã hội sống chung hiệu quả với COVID. Mới đây Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 600.000 ca nhiễm COVID-19 mới, cao hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Tại các quốc gia khác, sự gia tăng này là dấu hiệu báo động đợt bùng phát ngoài tầm kiểm soát, kéo theo đó là số ca tử vong tăng vọt. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, bức tranh hoàn toàn khác. Tỷ lệ tử vong tại nước này là 0,14%, giảm mạnh so với 0,88% cách đây 2 tháng, ngay cả khi số ca nhiễm tăng gấp 80 lần trong cùng khoảng thời gian con số này chỉ bằng 1 phần 10 so với Mỹ và Anh. Số ca nhiễm cao ngất ngưỡng đã phản ánh công tác xét nghiệm nhất quán của quốc gia, một điều bị nhiều nơi bỏ qua khi COVID-19 trở thành bệnh lưu hành. Nhưng đây cũng là lý do chính khiến cho tỷ lệ tử vong trên đầu người của Hàn Quốc chạm đáy. Xét nghiệm hầu hết các ca nhiễm, nghi nhiễm, cho phép nước này xác định các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng và ưu tiên điều trị, cho F không nhập viện trước khi tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng hơn. Phương pháp tiếp cận phi truyền thống là điển hình trong chiến lược ứng phó dịch bệnh của Hàn Quốc. Ngay từ những ngày đầu, nước này đã tiên phong sử dụng xét nghiệm nhanh và truy vết tiếp xúc công nghệ cao, vận dụng bài học kinh nghiệm từ những dịch bệnh trước đó. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC cho biết, nước này đã chi khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ để thực hiện 1 triệu xét nghiệm PCR mỗi ngày. Mặc dù rất tốn kém, giới chức cho rằng điều này hoàn toàn xứng đáng bởi bệnh viện không bị quá tải. Hệ thống y tế được bảo toàn nguyên vẹn. Dù số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt lên hơn 600.000, tức là gấp hơn 60 lần, số trường hợp nhập viện chỉ tăng gấp đôi. Công suất của khu hồi sức tích cực ICU của các bệnh viện ổn định ở mức 65%. Nhờ vậy, dù số ca nhiễm cao nhất thế giới, tỷ lệ tử vong giảm vẫn cho phép chính phủ nước này nới hạn chế thời đại dịch. Các nhà hàng có thể nhận nhóm trên 6 thực khách, kéo dài thời gian ăn uống. Giới chức Hàn Quốc cho biết, họ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với sự lên xuống của dịch COVID-19. Một phần là do các bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý dịch MERS, hội chứng hô hấp Trung Đông năm 2015. Bài học quan trọng nhất là chuyển đổi nhanh nhẹn và phản ứng cấp tốc. Khi Omicron chiếm ưu thế vào cuối tháng 1, thay vì trần trừ, Hàn Quốc đã tăng gấp đôi số xét nghiệm. Giống với nhiều quốc gia, chiến lược này mở rộng gồm cả xét nghiệm kháng nguyên. Điểm khác biệt là người dương tính test nhanh vẫn phải đến xét nghiệm PCR một lần nữa tại cơ sở công lập. Từ đó Hàn Quốc phân F0 thành hai nhóm, những người không có triệu chứng, biểu hiện nhẹ, cách ly tại nhà. Các trường hợp có nguy cơ cao chuyển nặng được đưa đến bệnh viện chăm sóc và điều trị. Đồng thời Hàn Quốc cũng đẩy mạnh triển khai vaccine sau thời gian chậm chạp ban đầu, tập trung đặc biệt vào những người cao tuổi. Có gần 86% dân số đã tiêm chủng đầy đủ khi Omicron bắt đầu lan rộng hơn 90% người từ 60 tuổi trở lên đã được tiêm tăng cường. Điều này đã giúp tỷ lệ tử vong ở những người 60 tuổi trở xuống đã tiêm ba mũi gần như bằng không. Hầu hết các ca tử vong đều nằm trong nhóm nhỏ, những người già chưa tiêm phòng. Người từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao gấp 10 lần so với những người đã tiêm tăng cường. Dù có nhiều tín hiệu tích cực, Choi Ye-wook, giáo sư y tế dự phòng tại Đại học Y khoa Hàn Quốc vẫn cảnh báo rằng nước này không nên dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch quá sớm. Ông trai nói, nếu biện pháp phòng chống virus chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và nguy kịch hơn. Chính phủ không nên đánh giá tình hình đã ổn chỉ vì có đủ giường ICU. Họ nên thông báo và phổ cập các biện pháp phòng ngừa trước với công chúng. Mặc dù vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn sau động thái nới lỏng các chính sách hạn chế, song tỷ lệ tử vong 0,14% đã cho thấy rằng chiến lược đối phó với COVID-19 của Hàn Quốc đã có hiệu quả. Áp dụng rộng rãi, nhất quán xét nghiệm công nghệ cao, xác định chính xác các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng để ưu tiên nhập viện. Và công tác tiêm chủng tập trung vào nhóm có nguy cơ cao chính là những bài học phòng chống dịch bệnh đáng xem xét và cân nhắc từ Hàn Quốc. Chuyển sang các tin tức trong nước. Thưa quý vị, cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, Số xã phường thuộc vùng xanh cấp độ 1 đã giảm xuống còn 40,9%. Gần 60% xã phường còn lại thuộc vùng vàng cấp độ 2, vùng cam cấp độ 3 và vùng đỏ cấp độ 4. Riêng vùng cam chiếm khoảng 50%. Dự báo số ca mắc trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhanh do mầm bệnh đã lây lan rộng trong cộng đồng. Biến thể BA2 của biến chủng Omicron vẫn là biến thể chủ đạo. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong thời gian gần đây. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 171.446 ca một ngày, trong khi tuần từ mùng 3 đến mùng 10 tháng 3, số ca mắc trung bình mỗi ngày là 141.797 ca một ngày. Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, trên cổng thông tin Bộ Y tế đến hết ngày 18 tháng 3 cho thấy, cả nước hiện có 4.337 xã phường thuộc vùng xanh chiếm 40,9% tổng số xã phường đánh giá. Có 2.711 xã phường thuộc vùng vàng chiếm 25,6%. Số xã phường thuộc vùng cam là 3.134 chiếm 29,6% và số xã phường thuộc vùng đỏ là 403 chiếm 3,8%. Qua thống kê trên cho thấy số xã phường thuộc vùng xanh vẫn chiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, so với khoảng 10 ngày trước thì tỷ lệ xã phường thuộc vùng xanh trên cả nước đã tiếp tục giảm. Đánh giá ngày mùng 9 tháng 3 là 44,4%. Số xã phường thuộc cấp độ dịch 2, 3 và 4 có tỷ lệ gia tăng. Tổng cộng 3 vùng này chiếm khoảng 59,1% tổng số xã phường đánh giá. 9 ngày trước, tỷ lệ này khoảng 55,6%. Ngày 18 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước, giảm 10.157 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 109.601 ca cộng đồng. Cùng ngày, Sở y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca trong ngày các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh tăng 1468 ca, Trà Vinh tăng 730 ca, Sơn La tăng 499 ca. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 465.502.865 ca trong đó có 6.085.834 người tử vong. Theo thống kê của trang worlddomester.info, thì trong 24 giờ qua, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ghi nhận tổng số ca bệnh trên 24 triệu trường hợp và có 392.018 ca tử vong. Sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron đã khiến nhiều nước Đông Nam Á tăng mạnh số ca mắc bệnh. Tất cả các nước thành viên của ASEAN đều ghi nhận các ca nhiễm Omicron. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cho biết, hiện số ca COVID-19 điều trị tại 3 tầng đã vượt thời điểm tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp. Và từ ngày 18 tháng 3, bệnh viện hồi sức COVID-19 sẽ ngừng nhận bệnh nhân. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 3 về tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch tại thành phố. Hiện số F0 điều trị tại 3 tầng đã vượt thời điểm tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp. Trong ngày 17 tháng 3 đã có 100.172 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 94.288 ca cách ly tại nhà, 588 ca cách ly tại các cơ sở cách ly. Tại bệnh viện tầng 2 có 4.823 bệnh nhân chiếm 4,8%. Còn lại bệnh viện tầng 3 là 503 ca chiếm 0,5%, trong đó có 97 ca thở máy xâm lấn. Về số ca nặng tập trung vào nhóm trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền. Hiện thành phố đang điều trị 63 ca thở máy xâm lấn, trong đó có 60 trên 63 ca có bệnh lý nền, chiếm 95%. Tuy nhiên có đến 42 trên 63 ca không khai báo y tế địa phương khi biết mình nhiễm bệnh và không điều trị Mononpiravir trước khi nhập viện, chiếm 66,6%. Về kết quả triển khai bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao, tính đến chiều ngày 16 tháng 3, đã có 213.777 người trên 65 tuổi kèm theo bệnh lý nền. Trong đó có 102.153 người được xét nghiệm tầm soát, 21.311 người được tiêm vaccine COVID-19 và 1.253 người đã mắc COVID-19. Cũng trong báo cáo này, Sở Y tế cho hay, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đóng tại Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 sẽ ngưng nhận bệnh từ hôm nay 18 tháng 3. Đây là bệnh viện hồi sức đầu tiên và có số giường bệnh lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường. Hiện thành phố vẫn tiếp tục duy trì các bệnh viện giã chiến và các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 của quận, huyện và thành phố Thủ Đức để tiếp nhận, chăm sóc và điều trị người bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến số 13, 14 và 16. Hai bệnh viện giã chiến số 14, 16, Đa Tầng, Tân Bình, Bệnh viện 175, Bệnh nhiệt đới và Trợ Rẫy tiếp tục duy trì giường hồi sức để điều trị người bệnh mắc COVID-19 nặng. Sở Y tế cũng đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phải thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị COVID-19 để tiếp nhận các trường hợp có bệnh lý cấp tính kèm theo xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Quý vị thân mến, thời gian gần đây xuất hiện các thông tin quảng cáo Evusel là siêu vaccine và chỉ cần tiêm nó thì sẽ có thể bảo vệ được cơ thể khỏi COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, thuốc Evusel không được phép sử dụng để dự phòng ngừa COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine COVID-19. Mới đây, Bộ Y tế thông tin về thuốc Evusel, kháng thể đơn dòng được dùng để dự phòng COVID-19. Theo đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Bộ Y tế đã cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Evusel đáp ứng được nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh. Cho đến nay, Evusel đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp tại một số quốc gia như Mỹ, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Bahrain. Bộ Y tế khẳng định Evusel là thuốc, không phải là vaccine. Evusel không chỉ định để dùng thay thế cho vaccine COVID-19 đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine. Việc sử dụng thuốc cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp. Một liều thuốc Evusel được chỉ định để dự phòng mắc bệnh COVID-19 trong thời gian ít nhất 6 tháng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi nặng từ 40kg trở lên. Các đối tượng này không đang nhiễm SARS-CoV-2, không có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 xác định, đồng thời phải thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do bệnh lý hoặc sử dụng thuốc phát đồ điều trị ức chế miễn dịch, không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine COVID-19, hoặc không thể tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào hiện có vì có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine COVID-19. Hiện nay Evusel chưa được cấp phép sử dụng ở đối tượng đang điều trị COVID-19 hoặc dự phòng sau phơi nhiễm COVID-19 ở những người đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, Evusel được cấp giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh. Người bệnh phải được cơ sở khám chữa bệnh thông tin về tình trạng hồ sơ cấp phép của thuốc và cơ sở chỉ được sử dụng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà. Bộ Y tế khẳng định, như vậy, Evusel là thuốc, không phải là siêu vaccine, không được phép sử dụng Evusel để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu và phát triển vaccine của riêng mình. Một trong số đó là vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kết quả xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành loại vaccine này. Theo đó, trên cơ sở xem xét báo cáo của Bộ Y tế về kết quả xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax phòng COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký và sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1027 ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi trường hợp theo quy định của pháp luật. Vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược NanoGen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vắc xin này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 và giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11 tháng 6 năm 2021. Theo đề cương đã được phê duyệt, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước với 13.000 người, chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất 25 microgram và nhóm tiêm giả dược đối chứng. Quý vị thân mến, Hai năm chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ không chỉ tới bệnh nhân COVID-19 với người dân mà còn cả với các y bác sĩ đang ngày đêm chăm chỉ làm việc. Thấu hiểu những nỗi vất vả của các y bác sĩ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch COVID-19 của bệnh viện Hùng Vương. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm tháng 10 năm 2021, giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn còn rất căng thẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Hùng Vương đã sử dụng bộ công cụ đánh giá DASS 21 tiến hành khảo sát trên 466 nhân viên y tế. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nhân viên y tế có biểu hiện trầm cảm là 23,6%, lo âu là 42,9% và stress là 17,6%. Phân tích nguyên nhân cho thấy, có 57,5% nhân viên bệnh viện đã trải qua nhiều biến cố là vì phải chứng kiến người thân, bạn bè mất vì COVID-19. 53,6% nhân viên cảm thấy bản thân bị kỳ thị vì làm việc trong môi trường y tế. 70,2% nhân viên cho biết người thân mất việc làm. COVID-19 đã làm cho rất nhiều nhân viên y tế bị hội chứng burn out, tức là sự suy sụp về thể chất và tinh thần do quá tải công việc và bị căng thẳng. Từ kết quả khảo sát này, lần đầu tiên, Bệnh viện Hùng Vương đã quyết tâm triển khai thành công chương trình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế. Chương trình này hướng đến việc chủ động sàng lọc, phát hiện sớm rối loạn tinh thần và triển khai các giải pháp can thiệp, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế bệnh viện. Chương trình can thiệp của bệnh viện Hùng Vương gồm có 3 phần. Phần 1, bệnh viện tổ chức 28 buổi trò chuyện với các chuyên gia tâm lý nhằm nâng đỡ tinh thần với chủ đề "Tuyến đầu vững vàng, bình an vượt sóng" từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 với các mục tiêu hiểu về sức khỏe tinh thần của bản thân, chia sẻ về khó khăn hiện có, thực hành các kỹ thuật sơ cứu tâm lý để ứng dụng chăm sóc cho bản thân và đồng đội, được kết nối và hỗ trợ từ tập thể nhân viên y tế. Tổng cộng có 112 nhân viên tham gia lớp sơ cứu tâm lý và 103 nhân viên tham gia lớp vòng tròn chia sẻ. Phần 2. Biên soạn và xuất bản sổ tay tâm lý với ba trường. Gọi tên cảm xúc, nâng đỡ cảm xúc và ươm mầm hạnh phúc. Với hành trình 14 ngày giúp nhân viên bệnh viện giảm thiểu những gánh nặng lo âu, căng thẳng về tâm lý. Phần 3, biên soạn 14 đoạn video clip nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp nhân viên có thể theo dõi và tự thực hành tại nhà về các bài tập nâng đỡ cảm xúc. Với mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch Covid-19 của bệnh viện Hùng Vương đã phát huy tác dụng rõ rệt, làm giảm bớt căng thẳng lo âu lấy lại trạng thái cân bằng để tiếp tục sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, các tác động của COVID-19 lên sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh, của người dân lẫn các y bác sĩ đều thực sự rất đáng quan ngại. Chúng ta mặc dù phòng chống đại dịch nhưng cũng không thể quên chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của chính mình. Bởi đó chính là ý chí chống đỡ chúng ta trước những khó khăn thử thách còn ở phía trước. Vâng và bản tin Covid-19 sáng ngày hôm nay 19 tháng 3 của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Covid-19 của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ liên tục thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong các bản tin phát sóng trong ngày.